Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em giới thiệu với quý vị và các bạn một bộ cấu hình mà nghe phải nói rất là chất nhé. Đây là đôi loa Dayton DS38B nhé. Vâng, đây của nó đây. Hàm về rất đẹp nhé. Vì sao anh nhớ em? Hàm về rất đẹp góc cạnh nhé. Đấy. Đấy. Đấy, đây các vân gỗ luôn nhé. Đấy. Đấy, con này nặng về nó chỉ bị một tí đây thôi, một tí nhẹ nhàng. Đấy. Quá đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp luôn. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiên nhiên chiếm hồn anh. Vâng, cấu hình của Omni nhá. Omni là Omni Pure A100 nhá. Vâng, Omni này công suất là 220W, đánh tiếng rất hay nhá. Vâng. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Vâng, bộ này nó rất hay nhá. Con này của nó là bát 32 nhá. Vâng. Con này của nó là đường kính loa bát đây. Bát 32 nhá. Đấy, đường kính bát 32. Vâng. Độ cao của con này là cao 66 này. Sâu là 28 chưa ê căng và 2 phân ê căng nữa. Vâng, nó khoảng 30. Và chiều này của nó là chiều này nó rất to nhé. Chiều này của nó bình cho con khác là 30, chiều này của nó là xấp xỉ 40 nhé. Đấy. Mang theo niềm nhung nhớ,
người đông nhưng ai cũng là ai. Tình cờ gặp nhau. Vâng, đây là bộ phối ghép giữa Omnipolar A100 với cả loa Dayton DS38B. Vâng. Với kích thước đường kính loa bass là 32 cm. Bộ loa rất là to nhá. Vâng. Quý vị nào lấy bộ này alo cho em nhá. Số điện thoại em là 0966594581. Vâng, em xin cảm ơn. Một lần gặp nhau.